Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ sáu ngày 15 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Nhiều giải pháp công nghệ đã được ra đời để đáp ứng nhu cầu quản lý của nhà nước, các đơn vị doanh nghiệp cũng như việc sử dụng phương tiện công cộng hàng ngày của người dân. 500 cơ hội việc làm cho sinh viên tại Ngày hội việc làm do Trường Đại học Phú Xuân tổ chức. Nét mới mùa khảm tuyển nghĩa vụ 2025, năm đầu tiên thực hiện theo thông tư 105 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng. Tin chi tiết, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Huế tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 15 thông qua một số nội dung Ủy ban Nhân dân thành phố trình và một số nghị quyết quan trọng khác. Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Thiên Đình, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố bàn và thông qua một số nội dung Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp, gồm tờ trình đề nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tờ trình đề nghị giao Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc danh mục dự án, tờ trình đề nghị điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2023, các tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 18 dự án chỉnh trang, nâng cấp các hạng mục và tuyến đường trên địa bàn thành phố. Sau khi bàn bạc thống nhất, Hội đồng Nhân dân quyết định giao Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng và mang tính cấp thiết phải triển khai thực hiện trong thời gian đến và điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2023. Đồng thời thực hiện việc điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời hoàn tất các thủ tục về đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua 18 nghị quyết theo thẩm quyền, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm cụ thể hóa các nghị quyết để triển khai thực hiện. Sáng nay, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế tổ chức kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển. Tham dự lễ kỷ niệm có giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, lãnh đạo Đại học Huế cùng đông đảo các giảng viên, sinh viên nhà trường qua các thời kỳ. Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế được thành lập trên cơ sở khoa kinh tế trực thuộc Đại học Huế và có tiền thân là khoa kinh tế nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế đã không ngừng cải thiện chất lượng đào tạo, mở rộng các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Đội ngũ giảng viên và cán bộ với 270 cán bộ giảng viên có chuyên môn cao, trong đó có 18 phó giáo sư, 80 tiến sĩ, 100% là thạc sĩ, phần lớn được đào tạo tại các trường đại học có uy tín ở nước ngoài. Trường hiện đào tạo 16 ngành ở bậc đại học với 25 chương trình đào tạo, trong đó có chương trình liên kết quốc tế và các chương trình cử nhân tài năng. Trường đào tạo 5 chuyên ngành thạc sĩ và 3 chuyên ngành tiến sĩ. Hàng năm, trường đào tạo và cấp bằng cho hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Nhiều người trong số họ đã trở thành lãnh đạo cao cấp và giữ vai trò quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế đã được nhận nhiều huân huy chương của Đảng và Nhà nước, gồm huân chương lao động hạng 3 năm 1997, huân chương lao động hạng 2 năm 2009 và huân chương lao động hạng nhất năm 2019, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong dịp kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển, nhà trường được đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đặc biệt, với những nỗ lực phát triển hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào anh em, nhà trường vinh dự đón nhận bằng khen của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Theo đó, về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải đảm bảo các điều kiện theo quy định về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự, theo quy định tại Nghị định số 96. Ngoài ra, Nghị định số 148 cũng bổ sung trách nhiệm chung của doanh nghiệp hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là phải đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định có liên quan đến an toàn cháy, an toàn chịu lực cho nhà và công trình và phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Bộ Y tế đã ban hành thông tư 21/2024/TT-BYT quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và điều chỉnh giá khám bệnh chữa bệnh theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thay thế mức 1,8 triệu đồng trước đây.
Bộ Y tế cho biết các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng hồ sơ phương án giá theo phương pháp chi phí, giữ nguyên cơ cấu giá và định mức đã ban hành, chỉ điều chỉnh yếu tố tiền lương từ mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng sang mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng. Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết, nhưng thị trường vé máy bay khá trầm lắng. Nhiều chặng bay mà năm bận rộn thì năm nay vẫn còn vé. Khảo sát cho thấy chỉ một vài chặng bay trong ngày cao điểm mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng âm lịch mới ghi nhận tình trạng hết vé tạm thời. Các đường bay vàng như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh vẫn còn vé với giá khứ hồi dao động từ 5,7 đến 7,4 triệu đồng đã bao gồm thuế phí. Các tuyến đi miền Trung như thành phố Hồ Chí Minh, Chu Lai, Huế, Đồng Hới chỉ hết vé trong ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, tức ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2. Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng nội địa sẽ tung ra hơn 5 triệu vé trong dịp này. Giá vé năm nay tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí đầu vào leo thang và nguồn cung tàu bay hạn chế. Không chỉ là thành phố xanh quốc gia của Việt Nam, thành phố du lịch sạch ASEAN, nhiều năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế còn nổi lên như một địa phương đi đầu về chuyển đổi số. Trong lĩnh vực giao thông, nhiều giải pháp công nghệ đã được ra đời để đáp ứng nhu cầu quản lý của nhà nước, các đơn vị doanh nghiệp cũng như việc sử dụng phương tiện công cộng hàng ngày của người dân. Anh Nguyễn Hồng Thái là một trong những người dân thường xuyên sử dụng phương tiện xe buýt để di chuyển. Mới đây, việc tiếp cận với các tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ sinh thái đô thị thông minh mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng, anh Thái cảm thấy rất hài lòng. Là một người dân thành phố Huế thì mình cũng cảm thấy đây một cái app rất là tiện dụng đối với người dân, đặc biệt là học sinh sinh viên và du khách. Nó giúp cho mọi người biết được những địa điểm cần đến và cần đi, giúp mọi người có thể sắp xếp được và chủ động được phương tiện thì sẽ rất tiết kiệm thời gian. Trước đây, việc tìm xe buýt, mua vé, chờ đợi xe khá vất vả. Nay với các ứng dụng tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại đã hỗ trợ cho người dùng rất nhiều. Có thể mua vé online, thanh toán không dùng tiền mặt trên điện thoại, tìm xe, tìm tuyến thuận tiện. Có thể theo dõi giờ đến, giờ đi của xe mình đã mua vé để đón xe đúng thời gian. Có thể nhận các thông báo từ chuyển xe rất kịp thời. Và thuận tiện hơn, từ nay vào Huế cũng có thể mua vé và tìm kiếm thông tin về tuyến xe, không phải cài đặt thêm các ứng dụng khác. Liên quan đến đô thị thông minh, đô thị xanh thì cái giao thông công cộng cũng là một cái xu hướng và xu thế để góp phần tạo nên cái thành phố xanh. Thì trong thời gian qua, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh cũng đang cùng với Sở Thông tin Truyền thông và công ty Phương Trang để xây dựng một cái hệ thống gọi là app xe buýt tích hợp vào trong cái ứng dụng Huế S của tỉnh để người dân, du khách mà khi có Huế S có thể là tra cứu được cả cái thông tin về xe buýt. Sự tiện lợi có thể các hàng mua vé cũng như có thể là biết được là cả cái lịch trình, cả cái tuyến cũng như cái xe buýt đang ở đâu để có thể chủ động trong cái việc mà đi lại, việc mà sử dụng cả cái phương tiện công cộng đấy thì góp phần giảm thiểu cái tắc nghẽn giao thông, đặc biệt trong các cái giờ cao điểm. Hành khách có thể tra cứu tuyến xe buýt theo tuyến, cung cấp thông tin chi tiết của một tuyến xe như thông tin chung của tuyến, lịch trình tuyến xe theo từng doanh nghiệp, thời gian, tần suất, khung giờ xe chạy, giá vé tuyến xe theo doanh nghiệp, đối tượng mua vé, chiều dài tuyến, hướng dẫn cách đi. Chức năng đặt vé cho phép hành khách đặt vé tuyến hoặc vé thẳng. Hành khách chọn tuyến xe, hãng xe, khung giờ và tiến hành thanh toán qua dịch vụ ngân hàng hoặc ví điện tử. Sau khi thanh toán thành công, ứng dụng hiển thị mã vé và các thông tin liên quan. Hành khách có thể sử dụng mã QR để quẹt vé khi đi xe buýt. Ứng dụng cho phép hành khách xem thông tin phản ánh liên quan đến tuyến, thông tin trạm thông tin xe buýt của các hành khách gửi phản ánh lên ứng dụng. Dữ liệu phản ánh và câu trả lời các phản ánh cùng được đồng bộ với Huế. Cái này cũng được là tích hợp cái định vị Huế ở trên từng xe, cho nên nó sẽ giúp cho cái việc là cảnh báo cho người dân thì họ sẽ nhận được cả cái thông báo là cái xe này là sắp đến trạm, cái xe này là sẽ đến trễ hay là cái xe này có gặp một cái sự cố nào đó. Thì cái này nó đang được khai thác cả cái dữ liệu xung quanh cả về cái kho dữ liệu hay cái nền tảng dữ liệu dùng chung của tỉnh á. Ví dụ giống như là những cái dữ liệu về về du lịch, về cả cái điểm tham quan du lịch hay là điểm cả cái cây ATM, chờ hay là ngay cả nhà vệ sinh công cộng thì nó cũng được tích hợp ở trên cái hệ thống này và giúp cho người dân cũng như là khách du lịch họ sẽ biết được là cái điểm họ đứng thì xung quanh đó có những cái gì. Ứng dụng xe buýt Huế là một trong những ứng dụng được xây dựng để tích hợp thêm lên Huế S, cung cấp cho hành khách một số thông tin như thời gian, lộ trình các tuyến,
các trạm xe buýt trên địa bàn tỉnh để người dân chủ động tra cứu, lựa chọn, mua vé sử dụng nhằm thực hiện công tác truyền thông và hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ tiện ích số trong hoạt động tham gia giao thông thông minh, góp phần xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ứng dụng được xem là cánh tay nối dài của doanh nghiệp để tiếp cận khách hàng thông qua ứng dụng phổ biến của người dân trên địa bàn tỉnh. Đối với các đơn vị quản lý thì ứng dụng xe buýt Huế cung cấp các chức năng hỗ trợ công tác số hóa, theo dõi số liệu về số lượng, mật độ xe vận hành trên các tuyến, mức độ nhu cầu sử dụng các phương tiện công cộng của người dân để kịp thời điều phối, chỉ đạo kịp thời, khuyến khích người dân tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Với cái mục đích chung là thực hiện cái câu chuyện giao thông thông minh để cho người dân là có thể có thông tin để di chuyển an toàn và hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó thì cùng với các cái giải pháp khác cho mục tiêu là giao thông thông minh, thì tỉnh cũng đã và đang là ứng dụng công nghệ AI để mà theo dõi các cái vấn đề về trật tự an toàn giao thông, rồi là điều khiển đèn tín hiệu bằng AI, rồi theo dõi lưu lượng và cung cấp cho người dân thông tin camera các cái tuyến đường, và từ đó thì tránh được cái ùn tắc và có được những cái chuyến đi an toàn. Trong thời gian tới, Huế sẽ chính thức ra mắt một phiên bản ứng dụng xe buýt được tích hợp hoàn toàn mới với rất nhiều các tính năng, từ tra cứu, mua vé, thanh toán, theo dõi lộ trình, vị trí của từng chuyến xe theo thời gian thực, phản ánh kiến nghị. Điều này góp phần thực hiện thành công kế hoạch triển khai chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như hiện thực hóa cam kết của chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số. Tiếp tục với những thông tin khác, sáng nay Trường Đại học Phú Xuân tổ chức sự kiện Ngày hội việc làm thu hút sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mang đến 500 cơ hội việc làm cho sinh viên. Bên cạnh cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng, tại chương trình Trường Đại học Phú Xuân còn tổ chức workshop chinh phục nhà tuyển dụng năm sau và chương trình PSU Stream Bonter 2024 dành cho cả bạn sinh viên. Tại đây, sinh viên không chỉ được trang bị những kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp mà còn học hỏi kinh nghiệm xây dựng sự nghiệp lâu dài. Đây là cơ hội vàng để các bạn tạo dấu ấn riêng và tỏa sáng trong mắt nhà tuyển dụng. VS Uni Job Festival 2024 là cầu nối vững chắc giữa Trường Đại học Phú Xuân và các doanh nghiệp. Thông qua sự kết nối trực tiếp giữa các bên tại sự kiện, nhà trường mong muốn tạo sự liên kết với các đối tác cũng như các đơn vị khác, duy trì triển khai hoạt động này hàng năm để sinh viên có được kênh thông tin bổ ích, phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm kiếm việc làm sau khi ra trường của sinh viên, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng như hưởng ứng Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3 tháng 12, sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thi tuyên truyền chính sách pháp luật về người khuyết tật năm 2024. Hội thi có sự tham gia của 6 đội thi đến từ các huyện A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế. Các tiết mục dự thi đa dạng các thể loại từ tiểu phẩm, múa hát cho đến đơn ca, tốp ca, xoay quanh nhiều chủ đề như Các người Bác Hồ vĩ đại, Đảng Quang Vinh, Các người quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, đồng thời khéo léo lồng ghép các kiến thức về bình đẳng giới, các chính sách pháp luật về người khuyết tật. Qua đó đã đem đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt. Trong khuôn khổ hội thi, thông qua nguồn kinh phí vận động từ các tổ chức cá nhân, thông qua các hoạt động vì người khuyết tật, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã trao 10 suất quà hỗ trợ sinh kế cho 10 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Tối qua, giải vô địch cầu lông bóng bàn các lứa tuổi câu lạc bộ tỉnh mở rộng lần thứ 8 đã được khởi tranh tại Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh. Giải thu hút hơn 700 vận động viên nam nữ đến từ 42 câu lạc bộ tham gia tranh tài. Đây cũng là giải đấu có số lượng vận động viên tham gia đông nhất sau 7 lần tổ chức. Trong 4 ngày thi đấu tại môn cầu lông, 500 vận động viên của 17 câu lạc bộ sẽ tranh tài 32 nội dung ở 9 nhóm tuổi. Tại môn bóng bàn, 214 vận động viên đến từ 25 câu lạc bộ tranh tài 21 nội dung ở 6 nhóm tuổi. Được tổ chức và duy trì thường niên, bên cạnh thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu môn cầu lông bóng bàn ở mọi đối tượng lứa tuổi, giải còn là cơ hội để kiểm tra trình độ vận động viên, qua đó tuyển chọn vận động viên xuất sắc để chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển của tỉnh tham gia các giải khu vực toàn quốc. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới. Thôn Lê Lộc 2 có 154 hộ với 543 nhân khẩu.
Trăm năm qua, nhân dân trong thôn đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dùng sức đồng lòng thực hiện tốt cả phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là trong phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Trong năm có 121 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng bà con nhân dân thôn Lê Lộc 2 đã đạt được trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng xã Hồng Bắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn nhân dân thôn Lê Lộc 2 tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mùa khám tuyển nghiệp vụ năm 2025 đã bắt đầu. Đây cũng là năm đầu tiên công tác khám tuyển được thực hiện theo thông tư 105 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng. Đối với thị xã Hương Trà, công tác khám tuyển năm nay tiếp tục được Hội đồng Nghiệp vụ Quân sự thị xã triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch. Để triển khai nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả theo thông tư mới của Bộ Quốc phòng, Hội đồng Nghiệp vụ Quân sự thị xã Hương Trà đã thực hiện thống nhất, bài bản, chặt chẽ cả khâu, cả bước nhằm thực hiện tốt phương châm, tuyển người nào, chắc người đó. Mặc dù trong mùa khám tuyển năm nay có nhiều thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng, có việc làm ổn định, song các thanh niên có giấy gọi khám nghiệp vụ quân sự đều sẵn sàng tham gia khám tuyển một cách nghiêm túc và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người thanh niên đối với Tổ quốc. Mặc dù đã học xong cao đẳng và có việc làm ổn định, nhưng là một người công dân của Việt Nam phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Nên trong đợt khám nghiệp vụ lần này, em đã chấp hành nghiệp vụ. Nếu đợt này trúng tuyển thì em sẵn sàng là đi nghiệp vụ để bảo vệ quê hương và giúp quê hương ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn. Để công tác khám tuyển đảm bảo chính xác, đúng kế hoạch và chỉ tiêu đề ra, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã tham mưu cho Hội đồng Nghiệp vụ Quân sự thị xã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về luật nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt năm nay, Hội đồng Nghiệp vụ Quân sự thị xã đã mời những bác sĩ có chuyên khoa tại Bệnh viện Trung ương Huế để cùng phối hợp trong công tác khám tuyển. Ngoài ra, đối với những trường hợp thanh niên có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì tiến hành kiểm tra một cách chặt chẽ và yêu cầu khám lại để đảm bảo công bằng. Nội dung năm nay khám nghiệp vụ quân sự đối với các phường đưa quân đi khám rất đầy đủ. Và về vấn đề tôi là bác sĩ tai mũi họng, khám về chuyên khoa tai mũi họng thì phát hiện tất cả các bệnh lý tai mũi họng về như viêm amidan, viêm amidan và các cái về dị ứng xoang mũi thì rất nhiều. Nhưng các bệnh mà về mang tính chất thực thể để mà có quyết đi không đi thì cũng rất ít. Trong năm nay chúng tôi tiến hành tham mưu cho Hội đồng Nghiệp vụ Quân sự thị xã là tổ chức tập huấn tất cả các thành phần từ cấp xã đến cấp thị xã, tổ chức tập huấn trực quan sinh động lấy một xã để làm điểm từ công tác sơ khám cho đến là tập huấn công tác khám tuyển của Hội đồng Nghiệp vụ Quân sự thị xã để đáp ứng với cái yêu cầu của thông tư 105. Có thể khẳng định với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác khám tuyển năm nay đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Hương Trà triển khai một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã sẽ tổ chức phân loại, tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị theo quy định, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các xã, phường triển khai làm tổ công tác thâm nhập, ba gặp, bốn biết, nắm chắc tình hình, động viên thanh niên sẵn sàng lên đường khi có lệnh nhập ngũ. Khi mặt trời khuất sau núi đá, tiếng đánh vần EA lại vang lên ở vùng núi đá Sapin, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Lớp học với độ tuổi trung bình của cả học viên 30 tuổi. Với những bàn tay khô ráp vốn quen với việc canh tác trồng lúa, trồng ngô, thì nay đang cố gắng nặn nọt từng con chữ với mong muốn biết đọc, biết viết tiếng phổ thông, tính toán thành thạo, từ đó dễ dàng tiếp cận các kiến thức, tăng thêm hiểu biết, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Họ đi học không chỉ cho bản thân mà còn cho của gia đình họ. Để mở được lớp, các thầy cô và chính quyền địa phương đã sử dụng nhà văn hóa thôn để đặt những bộ bàn ghế, trang trí lớp thành một lớp học đúng nghĩa. Học viên ở lớp học xóa mù tại xã Sapin có độ tuổi từ 20 đến 50. Họ đều đã có gia đình. Giờ họ muốn tìm cái chữ để khi ra đường biết đọc, biết tính toán và khi đi xa biết con đường trở về nhà.
Với khát vọng học được cả chữ, nhưng học viên nơi đây chăm chú nghe tiếng giảng bài của giáo viên, tận tụy nắn nót để viết những câu chữ. Họ đặt niềm tin và hy vọng của mình và gia đình vào những buổi học. Mình học xong như vậy thì mình đi phải đi học mình biết chữ, mình chú là đi đâu mình cũng khó biết chữ, biết ký tên và đi làm công ty mình cũng không khổ. Trước kia ấy mình không biết cái chữ thì mình đi từ từ nay rồi tới thành phố Hà Giang mình còn không biết được về. Tham gia khóa học là được 7 tháng thì bây giờ mình cũng đã viết được cái tên và mình đi ra ngoài đường ấy thì mình cũng hiểu được người ta biết cái gì, người ta làm gì mình cũng hiểu. Và sau này thế mà sau khóa học này mình đi làm thì mình cũng sẽ không khổ như trước nữa. Lớp xóa mù chữ xã Sapin với 21 học viên mở từ tháng 4 năm 2024. Sau 7 tháng, học viên ở đây hầu như đã biết đọc, biết viết. Những ngày đầu đi vận động các học viên đến lớp, các thầy cô cùng lãnh đạo chính quyền địa phương phải đến từng nhà vận động. Khó khăn là thế, nhưng với tinh thần xây dựng và tuyên truyền về lợi ích của việc biết chữ, các học viên đã sẵn sàng đến lớp. Với kinh nghiệm từ việc dạy xóa mù chữ cho học sinh vùng cao, các thầy cô cũng rất tận tâm bày cho các học viên từng nét bút, từng con chữ. Mong sao khi kết thúc lớp học, các viên ra xã hội sẽ tự tin và hiểu biết hơn, từ đó xây dựng phát triển kinh tế gia đình ổn định hơn. Thì phải đến từ nhà kết hợp với trợ thủ để từ nhà để tiếp tục là đã học được đến giờ là được 7 tháng thì mình biết như thế này, nhưng mà cũng phải dẹp từng tí một, có cần tay viết, có cần tay để đánh gần từng chữ một, cũng rất là vất vả. Thì đến giờ thì cảm thấy là cũng các chị em là cũng đọc viết được, tính toán cũng tạm tạm được rồi. Sẽ sau cái lớp này kết thúc giai đoạn 1, khi kết thúc thì sẽ tiếp tục đi vận động mở thêm một lớp trong năm 2025. Giúp kinh nghiệm của các lớp này thì hy vọng là cũng sẽ tiếp tục mở được những lớp sau và đặc biệt là duy trì được là được. Cùng với sự tận tâm, niềm tin mang cả chữ của các thầy cô giáo đến lớp và sự chăm chỉ cần mẫn của cả học viên, những lớp xóa mù chữ vùng cao sẽ là niềm hy vọng để người dân vùng cao tiếp cận với nhiều kiến thức, biết thêm nhiều thông tin để áp dụng vào thực tế, qua đó xây dựng đời sống và phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục về những thông tin thời tiết trong ngày tại khu vực Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế hôm nay mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ ban đêm giảm nhẹ, nhiệt độ ban ngày tăng khoảng 1 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, riêng A Lưới từ 18 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, huyện A Lưới từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 97%. Dự báo từ ngày 18 đến 24, trời nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ ban ngày giảm mạnh. Tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm qua, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ở Geneva cho biết Moscow sẵn sàng thương lượng về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lên tiếng. Phát biểu với báo giới, ông Gennady Gatilov cho biết Nga sẽ hoan nghênh mọi đề xuất khởi động một tiến trình chính trị hướng tới kết thúc tình hình căng thẳng tại Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần dựa trên thực tế. Ông Gatilov cũng đánh giá việc ông Donald Trump đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua mở ra khả năng đối thoại mới giữa Nga và Mỹ. Điều sẽ thay đổi là khả năng đối thoại giữa hai nước vốn vàng bóng trong những năm gần đây. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp xúc với Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump. Tuy nhiên, Washington sẽ cần phải có động thái trước. Đồng thời, ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ đánh giá các bước đi cụ thể của chính quyền này. Hôm qua, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo này. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi ông Pezeshkian đắc cử hồi tháng 7. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Iran khẳng định chính phủ của ông sẵn sàng hợp tác với IAEA để minh bạch hóa chương trình hạt nhân của nước này.
ông Rafael Grossi đã tới Tehran để hội đàm với các quan chức cấp cao Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Trước đó, ông đã gặp Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cũng như Ngoại trưởng nước này. Theo lịch trình, Tổng Giám đốc IAEA sẽ đến thăm các cơ sở làm giàu urani của Iran trong ngày hôm nay 15 tháng 11 để có được bức tranh toàn cảnh về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Chuyến thăm diễn ra sau khi IAEA cáo buộc Iran đã tăng đáng kể trữ lượng urani làm giàu lên 60%, gần với mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, trái với thỏa thuận ký kết năm 2015 vốn chỉ cho phép Iran làm giàu urani ở mức 3,65%. Ủy ban châu Âu EC ngày 14 tháng 11 đã phạt tập đoàn công nghệ Meta 798 triệu euro, tương đương 840 triệu đô la Mỹ vì vi phạm các quy định chống độc quyền của Liên minh châu Âu EU. Mức phạt này là một trong những mức phạt lớn nhất mà EC đã áp đặt đối với các tập đoàn công nghệ quy mô lớn trong những năm gần đây. Cụ thể, EC cho biết Meta đã cung cấp cho người dùng Facebook quyền truy cập tự động vào dịch vụ quảng cáo Marketplace của Facebook. Do tính năng Marketplace gắn liền với Facebook, nên tất cả người dùng đều tự động được tiếp cận và thường xuyên tiếp xúc với Facebook Marketplace, dù họ có muốn hay không. Qua đó tạo lợi thế đáng kể mà các đối thủ cạnh tranh không có được. Ngoài ra, EC cũng cho rằng Meta lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường bằng cách áp đặt các điều kiện kinh doanh không công bằng đối với các đối thủ cạnh tranh trong dịch vụ quảng cáo trên các nền tảng của Meta, gồm Facebook và Instagram. Điều này giúp Meta sử dụng dữ liệu liên quan đến quảng cáo do các nhà quảng cáo khác tạo ra vì lợi ích riêng của Facebook Marketplace. Trong khi đó, Meta khẳng định đã xây dựng các hệ thống cũng như biện pháp kiểm soát để đảm bảo không sử dụng dữ liệu của đối thủ quảng cáo. Liên quan tới hội nghị lần thứ 29, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP29 đang diễn ra ở Baku, Azerbaijan. Liên minh châu Âu hôm qua cho biết các quốc gia tham gia hội nghị vẫn còn chưa thể nhất trí về một mục tiêu chung về mức tài trợ cho những nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Phát biểu ngày 14 tháng 11, đại diện đàm phán của Liên minh châu Âu-EU tham dự COP29 Jacob Wiesman cho biết các nước tham gia COP29 năm nay vẫn còn chưa thể thống nhất về mức tài chính cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Ông Wiesman cho rằng dự thảo thỏa thuận về mục tiêu định lượng chung về tài chính khí hậu vẫn chưa đưa ra được các tín hiệu cần thiết. Chủ đề ưu tiên tại COP29 lần này là về việc các quốc gia giàu có sẽ chi bao nhiêu để giúp các nước đang phát triển phi carbon hóa, hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng thích ứng và giải quyết các hệ lụy từ biến đổi khí hậu. Một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc ước tính cần tới 1.000 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các nước đang phát triển giải quyết vấn đề khí hậu. Tuy nhiên, con số này vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.